xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh tin học đông phương trong video ngày hôm nay thì phương sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta gọi được tiếng việt trên máy tính của mình để đầu tiên để mà biết được máy tính của mình có gọi được tiếng việt hay không thì các bạn kiểm tra bước đầu tiên nhất là các bạn kiểm tra bên phải cạnh cái khay đồng hồ này thì các bạn xem thử nó có cái biểu tượng là chữ V hay chữ E ở đây không đây là cái biểu tượng bộ gọi tiếng việt Unique. à, ví dụ như mình không gọi được tiếng việt thì mình sẽ nhìn dưới đây thì thông thường nếu mà cái máy của mình này, nó đã có cài phần mềm Unity rồi thì nó nó biểu tượng chữ e hoặc là chữ v ở đây thì nếu mà chữ e thì chúng ta kích thành chữ v đó và chúng ta ngồi ra chúng ta còn thấy một cái biểu tượng là chữ v hay là ve hay là en ở đây nữa nha thì các bạn nhanh tay các bạn tắt cái này đi các bạn kích kích vô chữ v này sau đó các bạn bấm về chữ n tại vì cái bộ gõ tiếng việt này mình xả không được các bạn chuyển về n cho mình nha đó sau đó mình sẽ kiểm tra thử nếu mà ở ngoài trong đây không thấy á thì các bạn kích vào cái dấu mũi tên này thì trong đây có một số cái icon nó bị ẩn nữa xem thử nó có cái biểu tượng giống này hay không đó thì nếu mà nó nằm chữ e thì các bạn kích thành chữ v là các bạn có thể gọi tiếng việt được rồi còn nếu mà trong trường hợp mà các bạn chưa gọi tiếng việt được thì các bạn kích hai cái vô đó thì ở đây các bạn xem thử cái bảng mã mình chọn đúng hay chưa thông thường đó là unicode nếu mà ở bảng mã khác thì các bạn kích vào chọn unicode và cái kiểu gõ thì tùy cái cách gõ của mình nếu các bạn gõ dấu bằng số thì các bạn chọn là Verni còn nếu mà các bạn gõ dấu bằng chữ thì các bạn chọn là Teles sau đó các bạn bấm đóng và ở đây chữ V thì các bạn có thể gõ tiếng Việt được rồi đó trong trường hợp mà mình, mình kiểm tra trong này cũng không có ngoài này cũng không có có nghĩa là cái cái phần mềm Unikey này chưa được mở giả sử ở đây mình thoát đây à, có nghĩa là chưa có thì bước tiếp theo mình sẽ kiểm tra, tra trong cái các cái chương trình của mình thử xem đã có cài chưa thì mình sẽ kích vào nút Start ở đây đó, nó hiện cái thanh tìm kiếm ở đây này Mình sẽ gõ cái từ khóa là Uniki Đó, các bạn gõ từ khóa như này Nếu mà ở trên đây có rồi, ví dụ như ở đây có này Mình chỉ cần bấm vô đây thôi Đó, thì khi mình mình chọn rồi thì ở bên góc này nó sẽ hiện ra chữ V cho mình Còn nếu giả sử nó chữ E Thì mình chuyển thành chữ V và các bước giống như tương tự ban đầu Đó, còn giả sử như ở đây không có này Mà khi mà mình tìm trong này, trong cái uh, hệ thống của mình cũng không có luôn thì các bạn phải cài đặt cái phần mềm Unikey Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn tải cái phần mềm đó về cài trong máy của mình nha Đầu tiên á, các bạn mở cái Google lên Google, Google Chrome Hoặc là Firefox gì cũng được Cứ nghe là vô Internet á Sau đó Các bạn gõ cho mình một cái từ khó Gọi là Unikey Này Hoặc là các bạn gõ trực tiếp là Unikey.org uh, luôn Thì đây là cái trang chính chủ của nó Bấm enter đó, thì nó 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 ra cái trang um, Unity của mình này thấy không rồi sau đó mình bấm vào cái nút download ở đây rồi sau đó mình sẽ bấm tiếp uh, đây À, uh, phiên bản 64 bit thông thường là máy có tính của mình hay là 64 bit còn nếu các bạn 32 bit thì các bạn kích vào cái um, tải 32 bit nhưng mà thông thường thì nó sẽ là 64 bit các bạn kích vô đây đó các bạn thấy là nó đã tải xuống cho mình thấy không? Đó, sau đó các bạn kích phải chuột các bạn bấm hiển thị trong thư mục để mình vào cái thư mục chứa cái cái file đó được chưa? rồi sau khi vô xong rồi á thì nó sẽ có cái thư mục này nè mình phải chuột đó mình giải nén nó ra giải nén đến Unity đó các bạn chọn ở đây nếu mà tiếng Anh nó là extract here là mình kích vô đây sau đó ta sẽ sẽ giải nén cho mình một cái thư mục này kích đắp vào sau đó mình sẽ kích đúp vào cái biểu tượng Unikey này để mình mở lên thì sau khi mình mở rồi á, thì nó sẽ có nằm ở đây đó nằm ở đây thì cái các cài đặt của mình thì cũng tương tự mình cũng kích đúp lên để xem thử bản mã Unicode đúng hay chưa à, kiểu gõ đúng hay chưa thì mình bấm đóng và ở đây mình sẽ, sẽ thấy chữ V là gõ được đó ngoài ra chúng ta cũng có thể chỉnh điều điều chỉnh thêm một số thông số nữa các bạn kích đúp vào đây các bạn bấm vào phần mở rộng thì các bạn hãy chọn cho mình ở đây này à, bật khởi động cùng windows này đó bấm vô đây nếu mà bình thường mặc định nó sẽ là như này các bạn bỏ cái chết này đi các bạn bấm vào cái nút này để nó khởi động cùng windows đó sau đó các bạn bấm đóng thì lần sau mình khởi động máy lên thì cái phần mềm unity này nó nó sẽ tự động nó nó sẽ mở cho mình Đó rất đơn giản các bạn ha thì sau này mỗi lần mà chúng ta không gọi được tiếng việt thì chúng ta cần phải kiểm tra các, các bước như lúc nãy từ đầu video mình nói là chắc chắn các bạn sẽ làm được thôi à, chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.